đoạn tình cảm giữa bạn và họ sẽ đi về đâu. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn huấn chiên và thông điệp có thể dành cho bạn. Và trong trải bài, mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Vì hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Bạn như thế nào, bạn sẽ tự biết ha. Và sau đây là trải bài của các bạn. Lá bài sau đây. Đầu tiên, các bạn có lá bài The World. Lá bài kế tiếp nữa là lá bài The Hanged Man, người treo lơ lửng trên cành cây. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn có lá bài The Helmet. Chính bản thân của họ nhìn thấy bạn một cái hình ảnh là một người đã đi đến giai đoạn của hành trình, hoàn tất tất cả những cái gì bạn ước muốn trong cuộc sống này. Bạn có thành tựu, bạn có sự thỏa mãn, tất cả những cái nỗ lực bản thân của bạn hình như đang đạt được kết quả rất là tốt. Và chính họ cũng được thấy được cái điều là những cái gì bạn làm có hiện tại bây giờ chính là cái quá trình bạn lao động không ngừng nghỉ. Lực nhân quả nó không có bỏ sót người nào hết trơn á. Do cái lực nhân quả nó tác động bên rất là nhiều. Bởi vì bạn đã cho đi rất là nhiều rồi. Và đây là cái thời điểm họ thấy bạn nhận được những giá trị tương tự. Và nó đến với bạn ngày lúc càng rất là nhiều luôn. Đây là cái thời khắc mà họ thấy bạn thực sự lột xác, khóc khỏi cái vỏ bọc khô cằn của cán sâu trở thành một con bướm xinh đẹp và màu sắc. Và đây là một cái đại diện, một cái thời gian mà các bạn cảm thấy là những cái trải nghiệm của mình, những cái hành tựu của mình nó rất là sáng chói luôn. Nhưng bên cạnh đó, bạn có một cái sự cống hiến và phục vụ cho cộng đồng một cách rất là nhiều luôn. Bạn cống hiến hết mình cho những cái niềm vui của mình đối với hạnh phúc của người khác. Một sự thể hiện niềm vui và muốn chia sẻ cái niềm vui này đến cho những cái người khác ở xung quanh bạn. Và ở bạn, họ cũng thấy là bạn có một sự hiểu biết sâu rộng về vai trò của bản thân của mình nè. Và bạn ảnh hưởng đến một cái môi trường nào đó thuộc về bạn. Ví dụ như bạn đi học, bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến trong lớp học của bạn. Bạn đi làm, bạn cũng sẽ ảnh hưởng trong cái môi trường. Bạn có một cái lượng fan nhất định, một nơi mà thực sự phù hợp với các bạn. Bạn rất là sáng chói trong vấn đề này. Tuy nhiên á, nếu như các bạn đang gặp vấn đề với tình cảm của mình, thì lá bài này cũng ám chỉ là mối quan hệ của bạn đang có một sự không rõ ràng ở đây. Và cái thời điểm này là các bạn phải buộc đưa ra cái quyết định để cho mọi việc sáng tỏ hơn. Và nếu như các bạn đã gắn bó một cam kết tình yêu không có chuyện gì hết á, thì cái lá bài này xuất hiện cho thấy là các bạn sẽ bước vào một giai đoạn mới, có thể là sẽ cam kết về chung một nhà nha các bạn. Và cái mối quan hệ này á, hình như là các bạn đang còn bị buồn về chuyện tình cảm cũ rất là nhiều. Cái chuyện tình cảm cũ khiến bạn bị tổn thương và không dám tiến đến đối với họ. Và cái này bạn phải nên xem lại ha. Bởi vì có thể cái người này là một cái người rất là có triển vọng với các bạn. Nếu như các bạn thờ ơ với họ, thì có lẽ là họ sẽ rời xa bạn luôn á. Do đó bạn phải quan tâm tìm kiếm cái sự hòa hợp về tình cảm đối với người này. Mong chờ một cái tương lai thực sự. Thực sự là mình rất hy vọng cái mối quan hệ hai người được chính thức công nhận của tất cả mọi người. Cái lá bài này rất là đẹp cho tình cảm cho các bạn. Và có dấu hiệu là trong chuyện tình cảm của hai bạn, bạn đang để cho cái sự lặp đi lặp lại những cái kiểu quan hệ tiêu cực giống nhau, cái vòng lặp á. Do các bạn không có thấy bài học trong cái sự sai lầm của mình khi xưa, không chịu rút kinh nghiệm ra, mà bạn đã chuyển vội vã sang cái mối quan hệ khác, khiến cho mối quan hệ này giống y chang mối quan hệ trước luôn, không gì khác gì hết. Bởi vì bạn tiến tới người mới, bạn muốn cái người mới giống người cũ, bạn còn nhớ người cũ thì làm sao có hạnh phúc được các bạn. Do đó bạn tại sao, bạn suy nghĩ tại sao mình cứ tiếp tục cái mô hình này hoài vậy, để cái tiếp diễn hoài vậy, vòng lặp nó diễn ra hoài là không được. Bạn phải thay đổi nó bằng cách là mình thấy cái bài học từ những cái chuyện quá khứ khi xưa. Bạn cần phải giải quyết nó và làm khác đi, thì chính bản thân bạn mới thay đổi cái cục diện tình cảm của bạn với người này. Và ở giai đoạn này hình như là cái mối quan hệ các bạn không được suôn sẻ. Có thể là đối tác của bạn đang giữ chặt cái gì đó, họ không giấu giếm, họ không có muốn nói ra, họ muốn tâm sự. Do đó mình phải coi là cách mình nói chuyện yêu như thế nào nha các bạn. Bạn có thực sự lắng nghe không?
bạn có thực sự là hấu hiện không? Bạn có phán xét không? Mình hãy bỏ những cái khóe phán xét cho các bạn. Vì tình yêu là tình yêu giữa hai bên, nơi xây dựng tinh thần và giá trị cho nhau, đem sự yêu thương, sự hy sinh. Bởi vì đây là cái gì đó, bạn đừng để cho cái mối quan hệ này là mối quan hệ khiến cho bạn lo lắng. Cái sự đổ vỡ từ chính cái những cái thờ ơ, những cái mong muốn, những cái kỳ vọng của bạn muốn ở người yêu mới như người yêu cũ là không có được nha các bạn ơi. Và nếu như các bạn cảm thấy là mình bế tắc, hãy bắt trong cho mối quan hệ này vì sự hy sinh các bạn không mang lại kết quả mong muốn, hay là khuyên là các bạn nên lựa chọn nghỉ ngơi đi và chấp nhận cái sự thất bại này. Cái việc này không có cổ vũ bạn đứng lên đấu tranh vì kết quả của sự thất bại. Bạn nên chấp nhận và nhìn nhận lại mọi việc bằng con mắt khách quan nhất, thấy cái bài học của mình. Đừng để cho cái vòng lặp cũ nó diễn ra hoài, như vậy là không có tốt các bạn. Bởi vì các bạn cứ bị mưu cầu, các bạn muốn kỳ vọng vào mối quan hệ thì các bạn chính là cái người đau khổ nhất trong tình yêu thôi. Bởi vì các bạn cứ bị thèm muốn những cái kỳ vọng người kia sẽ mang đến cho mình những thứ gì. Về cơ bản là các bạn sẽ nhanh chóng thất vọng về nhau, bởi vì có ai đem đến cho nhau cái gì đâu, sẽ mang đến cho ngục tù khổ đau cho nhau mà thôi các bạn. Mình nghĩ là các bạn không nên học cách yêu làm gì cho mệt đó, mà phải học cách làm sao để giữ tình yêu không mất mới là quan trọng. Cái điều là quan trọng nhất là làm sao để không mất là sao, là mình phải học biết thế nào là lắng nghe, biết thế nào là tạo giá trị. Hãy bỏ ra cái thói quen là hay đòi hỏi người khác, mong muốn sở hữu người ta, kỳ vọng người ta. Điều này sẽ tạo nên sự hủy diệt và xung đột trong mối quan hệ thôi các bạn, bao gồm cả tình yêu luôn. Bởi vì tình yêu nó sẽ không có bao giờ cảm giác ghen tuông, chiếm hữu, cạnh tranh, phụ thuộc hay đòi hỏi việc người yêu mình phải hoàn hảo. Không có ai hoàn hảo trên đời nữa, mà cái này là do cái tôi của bạn muốn vậy thôi. Bởi vì khi bạn thực sự yêu ai đó thì cái tôi của mình nó phải bắt đầu tan chảy và biến mất. Mình phải để cho cái sự yêu thương của mình, sự cho đi, sự không chờ được nhận lại á, thì mới chính là cái sự trưởng thành trong tình yêu. Đây là mối yêu thật sự nha các bạn. Bởi vì yêu mà còn tính toán, yêu mà muốn người này làm cái này, người kia làm cái nọ cho mình, còn ghen tuông, còn tạo sự không có thoải mái thì sao yêu, chật lắc hết trơn à. Và cái này lời khuyên của bậc thầy về tâm linh Osho cũng khuyên với các bạn, mình phải nên làm sao để giữ lại tình yêu. Đừng học cách yêu, học cách giữ tình yêu trước đi, điều quan trọng hơn các bạn. Và lá bài số 3 sẽ là gì? Lá bài số 3 làm sao và kết quả của mối quan hệ như thế nào? Lý do tại sao họ làm như vậy? Thì các bạn có lá The Helmet. Khi mà lá bài này xuất hiện, mình nói các bạn, cả bạn và họ phải chấp nhận cái việc sẽ trải qua sự cô đơn về tâm hồn. Các bạn sẽ có những cái không gian riêng tư để suy nghĩ về bản thân. Đây thật sự không phải là lá bài đẹp về tình yêu, mà lá bài nó muốn cho các bạn buông bỏ những cái thói quen, những cái mối quan hệ thân thuộc, sống một mình, tập vào bên trong, yêu bản thân của mình, hiểu mình cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Bởi vì đây là một lá bài trầm lặng, các bạn sẽ không đạt được cái sự sáng suốt thông qua những cái tình yêu mù quáng, những buổi tụ tập tiệc tùng. Cái sự sáng suốt sẽ được gieo trồng trong lòng chúng ta. Và khi chúng ta ở một mình thì chúng ta mới chịu nhìn lại mình, độc hành trong bóng tối và hướng về bên trong để khai thông cái nhận thức của chính mình. Từ đó các bạn sẽ đạt được thông tuệ, biết mình cần gì và muốn gì trong tình cảm và cuộc sống, khám phá bản thân của mình từ những cái góc khuất của tâm hồn của mình. Nó sẽ dẫn cho các bạn thoát ra khỏi những cái bến xe đổ ngày xưa. Chính là bài trước đã nói bạn hay gặp vòng lặp rồi. Thì đây là cái thời điểm để cho các bạn phải sống trải nghiệm cá nhân, cả bạn và họ luôn á. Đây là cái dấu hiệu rút lui ra khỏi mối quan hệ, quan tâm với thế giới bên ngoài. Sự rút lui cảm xúc của mình với người khác, rút lui về để phát triển bản thân. Đây là một cái hình ảnh biểu thị thích trưởng thành. Bởi vì á, các bạn biết cái sự trưởng thành là gì không? Trưởng thành là cái lúc bạn gặp đau khổ cuộc đời, bị sóng gió, bị người yêu bỏ, công việc thất bại, bạn bè không xung quanh. Thì lúc này các bạn đau khổ tổn thương quá rồi, tự nhiên các bạn sẽ trưởng thành, tự nhiên các bạn muốn trở về để khám phá bản thân của mình. Bạn sẽ có thể là đơn độc, nhưng cái đơn độc này giúp cho bạn quan sát và học hỏi thế giới xung quanh. Từ đó bạn sẽ đạt được trí tuệ của cuộc sống mình. Bạn sẽ
sáng suốt và sắc sảo hơn cho cái việc mà bạn dẫn đường cho người khác. Tức là bạn sẽ phát triển vượt bậc sau những cái tổn thương, sau những cái một mình này. Sự nếu như các bạn đang muốn quen một cái người mà như cái như này, như cái người heo bịch này, là một sự bế tắc. Bởi vì họ sẽ tạm ngưng chia sẻ cái mối quan hệ tình cảm với ai. Họ không cảm thừa nhận, mặc dù có yêu bạn đi chăng nữa, thì cái họ không tiếp người là tuyệt đối là xa lánh những cái phức tạp của tình yêu. Họ xem cái tình yêu không có quá quan trọng với họ ngay lúc này. Họ cần là cần cái không gian cho họ. Bạn sẽ rất tủi thân bởi vì họ sẽ khá vô tâm và thờ ơ lạnh nhạt với mình. Đó, các bạn thôi đi các bạn, kệ cho họ, các sự phát triển của họ, mình nên tôn trọng người ta. Người ta làm những điều người ta muốn mà, sao mình cấm cản được các bạn. Và không điệp của Oso muốn gửi đến các bạn là gì? Khi mà lá bài sự buông bỏ này xuất hiện, nó dấu hiệu là các bạn phải nên đối mặt với sự thật là bất cứ thứ gì bạn có được ngay hiện thời điểm này thì nó cũng sẽ ra đi. Nên chấp nhận cái sự đau buồn này và đừng cố gắng giữ lấy nó, bởi vì có một thứ gì đó đang rất tuyệt vời đang chờ các bạn. Một cái khía cạnh lớn hơn sẽ được phát hiện. Bạn đã đi qua cái điểm mốc của tổn thương để phát triển bản thân rồi. Đây là lúc bạn không muốn quay lại nữa. Bởi vì lực hấp dẫn đã khiến cho các bạn phải đưa ra một cái hướng khác và đại diện cho sự khó khỏi những cái gì đó tiêu cực ngày xưa. Do đó các bạn phải thấy mình sẽ là những cái người, một cái tôi thực sự đã xuất hiện. Một cái tôi mà vì người khác, một cái tôi mênh mông bao dung yêu thương hơn. Và sự biến mất của cái tôi vô tội, cái tôi tiêu cực, cái tôi của biết mong muốn và kỳ vọng ở người khác mà không có muốn thay đổi mình. Bởi vì các bạn mang tâm lý thay đổi người khác là bạn sẽ gây đau khổ chính mình thôi các bạn. Bạn phải đấu tranh về những cái mong muốn kỳ vọng đó. Những cái tiêu cực nó dẫn ta đi từ những cái việc này. Cái phức tạp nảy sinh từ những cái cuộc chiến mà các bạn mong muốn kỳ vọng ở người ta. Bởi vì khi bạn là cái người chấp nhận cái sự thất bại này, từ bỏ chiến đấu, và các bạn thấy là khi mình chấp nhận thất bại rồi thì mình thấy cái những cái này nó bình thường lắm. Giống như là cái một bức tranh, một cái gì đó nó bình lặng lắm các bạn. Khi bạn tập đi, mình chấp nhận cái việc đó là chứng minh là mình đã trưởng thành rồi. Đây là lúc mà bạn để cho mọi việc nó giống là nó hư không á. Cái như là cái nước lên, cái lá sen nó tự nó tuôn xuống á. Giống là người ta nói là nước đổ lá mô và nước đổ lá sen, giống giống vậy á. Bạn sẽ không có để cho cái nước ảnh hưởng đến mình. Đây là cái điều bạn phải cần học. Đây là cái khoảnh khắc quý giá. Buông bỏ, chấp nhận, đầy đau xót. Nhưng mà thật sự bạn phải cần làm. Bởi vì nó sẽ đưa cho các bạn tiến tới một cái gì đó phát triển hơn sau này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.